ăn cái gì đấy? Con dới, ông ngồi nghỉ à? Ừ, ngồi nghỉ mà. Ngồi nghỉ á? Nghỉ mà, con cá này, chị ở đâu mà ỉa? Nó đừng ngồi ỉa. Mất vệ sinh, chị ở đâu mà ỉa? Ngồi nghỉ mà. Chị xin tí, quả gì đây? Quả này á? Quả gì đó, ăn được không? Quả này là quả... Quả gì? Quả không biết. Quả đào tiên. Đào tiên á? Quả này bất giới không ăn được đâu. Đào tiên rất bé thế. Ừ, quả này bé lắm. Ăn quả này không ỉa được đâu. Ăn quả này là trường sinh không chết. Ôi ôi. Quả này bất giới không ăn được. À đù. Biết không, quả này là... Không xem được. Không ăn không được xem. Thử một chút nữa nào. Không ăn được. Không ăn được. Đây là không được ăn. Cái quả này à, 1.000 năm mới ra hoa một lần. Một nghìn năm ra hoa một lần. Tưởng là gì? Quả này trên kia đây. Thế nào, thiên đình à? Lấy trên cống kia đây. Không có đâu, cái này lão bôn lấy từ trên thiên đình xuống đấy. Không, cái này ở dưới, hạ dưới đây. Không có đâu, hạ dưới. Con trẻ con mang đi làm cái súng gì nhỉ? Mà cứ đẩy cái này nổ đấy. 1.000 năm mới ra hoa. Ừ. 2.000 năm mới kết quả. À, nhiều lắm. 3.000 năm mới có quả để ăn. Mấy này không phải ai cũng được ăn đâu.